Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả bộ truyện ngôn tình sủng rất hay mang tên Nhân tình bỏ trốn lén dinh con của chủ tịch. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi là con chim hoàng yến được lão đại Tạ Tân Bắc nuôi dưỡng lâu nhất cho nên mọi người đều cho rằng tôi thủ đoạn cao minh mới có thể chiều được tổ tông khó tính này. Sau đó anh ta đón mối tình đầu về nước, tôi mang thai cao chạy ra bay. Ba năm sau, tôi và con gái đang cười đùa ở Mỹ ăn kèm ốc quế. Tạ Tân Bắc đột nhiên xuất hiện, chỉ vào con gái hỏi, Giang Sơ Đường, con bé là ai? Tôi... em gái tôi đang yêu không? Tôi hoảng sợ lắp bắp, bối rối ngụy biện. Con gái ăn ý nhìn tôi một cái, lập tức xông lên ôm đùi người đàn ông. Chú ơi, chị gái cháu còn độc thân, chưa lập gia đình, chú có thể theo đuổi chị ấy nha. Đêm hè nóng bức, tạ tân bắc ép tôi vào xe mà hôn tôi. Anh nói, đường đường, nói em nhớ anh. Tôi lắc đầu phản đối, anh càng hôn sâu hơn. Nhưng anh nhớ em, ngày ngày đêm đêm nhớ em. Tôi đang tham dự một bữa tiệc trà chiều mang tính xã hội rất nhàm chán. Nói chính xác hơn thì chính là các quý cô với chú chim hoàng yến lạc đàn. Lý do tại sao tôi có thể tham gia vào nhóm những người nổi tiếng như vậy mà không cần phải đứng trên sân khấu, bởi vì tổ tông mà tôi đi theo giống như một viên ngọc sáng chói trên đỉnh kim tự tháp. Đây là sự thật, khi một người đạt được cảnh giới giác ngộ, gà chó đều có thể bay lên trời, nhưng tôi là người đi từ dưới lên. Ưu điểm lớn nhất của tôi là nắm rõ mọi chuyện và có thể xử lý rõ ràng. Vì vậy, dù có ở bên cạnh Tạ Tân Bắc gần 2 năm, nhưng tôi lại là con chim hoàng yến được nuôi dưỡng lâu nhất. Tôi chưa bao giờ kiêu ngạo, ngạo mạn hay tự cho mình là đúng. Lúc này, tôi ngồi trong góc khuất, khôn ngoan tránh né, ăn những chiếc bánh hạnh nhân trên đĩa một cách thích thú, nhưng đến một lúc nào đó, chủ đề lại chuyển sang trên người tôi. Đường Đường, chúng tôi đều rất tò mò. Tạ tiên sinh ngày thường trông rất thâm trầm và lạnh lùng. Trên giường cũng không phải cũng như vậy chứ. Đúng vậy, đường đường. Ngày ấy nhìn tôi một cái, tôi đã muốn chạy. Cô lẽ nào không sợ ngày ấy sao? Tạ tiên sinh sẽ tức giận sao? Cấp độ khó chơi như vậy. Làm sao cô bắt được ngày ấy? Lén hỏi một câu nha, đường đường. Tạ tiên sinh, vương diện kia có phải rất lợi hại hay không? Cái nghĩa trên tay tôi không khỏi run rẩy Cũng, cũng như vậy chỉ là bình thường thôi. Làm sao có thể Tạ tiên sinh thấy thế nào cũng không thể giống như người bình thường được. Tạ tiên sinh ngày thường nhiều việc bận rộn, chúng tôi cũng hiếm khi gặp mặt. Tôi ngập ngừng vài lời, đang ngồi không yên thì điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nhìn thấy màn hình sáng lên bốn chữ, Kim chủ bá bá, tôi thở vào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng đứng dậy đi sang một bên, nhận điện thoại. Thanh âm của Tạ Tân Bắc mang theo mệt mỏi nhàn nhạt, nhạt vang lên. Ở ngoài uống trà sao? Ừ, còn đi dạo trung tâm thương mại một chút. Mua cái gì rồi? Mua túi sách và một sợi dây chuyền. Mua một cái váy mới đi. Vừa mới mua váy ngủ, Tạ Tiên Sinh. Mặt tôi đỏ bừng, nhìn xung quanh như một kẻ trộm, vội vàng tắt loa ngoài, một tiếng nữa tôi đến đón em. Tạ Tân Bắc luôn nói rất ít, nói xong liền cúp máy. Đúng lúc này tôi nhân cơ hội chào tạm biệt rồi rời đi trước đi đến trung tâm thương mại mua một chiếc váy ngủ mới váy ngủ rất gợi cảm màu đen được làm bằng lụa ngực thấp hai bên lại rẻ lên rất cao được tô điểm thấp thoáng bằng vài gen là loại tạ tân bắc thích nhất ngay khi mới bước vào chiếc mây bách tạ tân bắc đã ra hiệu cho tôi đến bên cạnh anh ta tôi ngoan ngoãn bò vào lòng anh ngồi lên đùi anh tôi vừa mới đi spa toàn thân thân thể trắng mịt đón nà thơm nồng nàn tôi mềm mại không xương nằm trong vòng tay anh Tạ Tân Bắc rất tự nhiên mà hưởng thụ, anh tháo kính ra, cất vào trong hộp đực. Ngón tay thon dài của anh ôm lấy eo tôi. Em tăng cân sao? Tay anh siết chặt lại, nhưng giọng điệu thì lại có vẻ vô cùng hài lòng. Dạo này em ăn hơi nhiều, ngày mai em sẽ giảm cân. Dù đã ở bên anh gần 2 năm, nhưng tôi vẫn hơi ngại khi tiếp xúc thân mật như thế này. Bên tai đều đỏ một mảng. Em không cần phải giảm cân đâu, tôi thấy như vậy rất tốt tạ tân bắc ôm chặt eo tôi tôi ngoan ngoãn nằm trong ngực anh tạ tiên sinh ngài vừa mới đi công tác về còn tới đón em nữa thật sự quá mệt mỏi đi vậy tối nay em có nên chăm sóc cho tôi xíu không tôi có chút xấu hổ ngước mắt nhìn thoáng qua ngài không phải nên yên tĩnh dưỡng sức mới đúng chứ tạ tân bắc cười khúc khích móc ngón tay vào dây áo trên vai tôi rồi từ từ kéo xuống giang sơ đường tôi thấy em thật sự rất có năng lực em là đau lòng cho thân thể mệt nhọc của ngài ánh mắt của tạ tân bắc từ trên mặt tôi lướt xuống từng cm anh dùng đầu ngón tay mân mê những đường theo tinh xào trên quần áo của tôi cũng đúng dù sao người bình thường cũng không thể thỏa mãn giang tiểu thư xinh đẹp quý giá của chúng ta đôi mắt mơ màng của tôi đột nhiên màu to đầu ngón tay đặt trên eo trở nên lạnh lẽo tạ tân bắc tôi không nhớ mình đã cầu xin sự thương xót bao nhiêu lần những ngón tay mềm mại của tôi cũng không thể nào kiềm chế được ngày ấy. Buông lòng bên giường, tạ tân bắc lần nữa cúi đầu hôn lên đôi môi hơi sưng tấy của tôi. Tạ tiên sinh, tôi cố gắng mở đôi mắt ướt đẫm của mình ra, lấp lánh trong đó là một màn xương đỏ thẫm. Đường đường, tạ tân bắc buông tôi ra rồi lại nhẹ nhàng hôn lên vành tay tôi. Đừng lo lắng, nam nhân của em, dù có bận rộn hay mệt mỏi như thế nào đi nữa, thì vẫn dư sức để ngủ với em trong lòng tôi không nhịn được mà nguyền rủa có thủ tất báo tự phụ ngạo mạn Bên ngoài thì khó chịu lạnh lùng e rè nhưng thực chất nếu như cởi bỏ quần áo thì lại mặt người dạ thú rốt cuộc ai có thể nghĩ đến tạ tiên sinh trước mặt người ta cài khúc áo sơ mi đến cao nhất nói năng lại thận trọng điều tính thú ngày ấy thích nhất lại là để chính tay tôi cởi những cúc áo đó ngày hôm sau khi tôi thức dậy tạ tân bắc đã sớm rời đi dù sao đi nữa với tư cách là một con chim hoàng yến được nuôi dưỡng, chỉ cần tiêu tiền cũng lãng phí thời gian. Tôi đơn giản nằm dài trên giường cho đến trưa. Đang buồn chán lướt Weibo, tôi bắt gặp một chủ đề nóng hổi. Họa sĩ mới nổi thi niệm sắp trở về nước mở triển lãm nghệ thuật lưu động, điểm dừng chân đầu tiên Bắc Kinh. Không biết tại sao, cái tên thi niệm này không hiểu tại sao lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, luôn cảm thấy giống như đã từng nghe qua ở nơi nào đó tôi tìm kiếm cái tên thi niệm này trong ô tìm kiếm nhưng tôi làm sao cũng không ngờ đến mục liên quan thứ ba chính là thi niệm tại Tân Bắc tôi cứng nhắc mở ra chỉ có một waveer đây mới chính là lão đại hào môn cùng ánh trăng sáng trong mắt tôi bức ảnh đi kèm chỉ là một bức ảnh mở ảo nhưng cũng có thể thấy rõ ràng người đàn ông cao giáo điển trai và cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp cô nhìn vào camera mỉm cười nhẹ nhàng còn người đàn ông thì lại nhìn cô một cách dịu dàng. Trên vai cô còn có chiếc áo khoác của người đàn ông. Tôi tắt điện thoại, nằm trên giường nhắm mắt lại. Ngày càng có nhiều thông tin tràn vào tâm trí tôi. Cho đến cuối cùng, hình ảnh đóng băng, bụng tôi nhô ra, nằm trên giường xanh sao hốc hác. Tạ Tân Bắc nắm tay thi niệm đứng trước mặt tôi. Tay trái, ngón áp út hai người đều có đeo nhẫn cưới. Giọng Tạ Tân Bắc lạnh đến thấu xương. Giang sơ đường, sinh đứa con trong bụng ra, tôi sẽ cho cô 100 triệu. Niệm niệm bị thương, không thể sinh con, đứa nhỏ này về sau sẽ là con của em ấy. Cầm lấy số tiền này, đi đi, đừng bao giờ quay lại nữa. Cô nên biết, con của cô rất may mắn khi có người mẹ là niệm niệm. Đó là phúc phần của nó. Thì ra, tôi chỉ là công cụ đáng thương để che đậy sự thật này. Tôi sẽ lấy 100 triệu rồi bỏ đi. Sau đó tôi không chịu nhượng bộ và bí mật trở về nước để nhận lại đứa con của mình, nhưng đứa con tôi sinh ra lúc đó chỉ xem thi niệm là mẹ, căn bản không nhận ra tôi là mẹ ruột của nó, còn tôi thì vô cùng hổ thẹn. Tôi không thể chịu được sự kích thích này, càng ngày càng trở nên điên loạn hơn, thậm chí đến cuối cùng còn muốn thuê sát thủ giết thi niệm. Cuối cùng bị Tạ Tân Bắc tự tay đưa vào bệnh viện tâm thần, không đến mấy năm liền chết ở bên trong. Đó là cách tôi kết thúc cuốn sách, mà hiện tại thi niệm sắp về nước, bánh răng số vẫn bắt đầu chuyển động. Nếu như không ngoài ý muốn, chính là cái đêm điên cuồng như tôi hôm qua, tôi đã có con. Hai lần cuối cùng của đêm qua, cũng là gần hai năm tôi và Tạ Tân Bắc ở bên nhau. Hai lần duy nhất không sử dụng biện pháp an toàn. Kỳ thật, tất cả đều là kế hoạch của Tạ Tân Bắc. Vì thi niệm, vì sinh cho cô ấy một đứa con, Lúc trước, chỉ cần ở Bắc Kinh, tạ Tân Bắc muộn thế nào nhất định cũng sẽ trở về. Nhưng lần này thì không giống. Đã hai ngày liền, tôi chưa từng gặp được bóng dáng của ngài ấy. Tin nhắn quy chat mà tôi gửi cho anh đều như đá chìm đáy biển. Điện thoại gọi đến ngược lại là nhận. Lời ít ý nhiều như trước. Mấy ngày nay, công ty rất bận. Em ở nhà buồn chán thì ra ngoài dạo phố uống trà. Ngoan, nhớ kỹ, không được giảm cân. Vậy khi nào ngài trở về, Hai ngày nữa sẽ về. Tạ Tân Bắc cúp điện thoại. Tài khoản của tôi lại có thêm 500 vạn. Gửi tin nhắn đến cho tôi. Muốn mua gì thì mua. Kỳ thật lúc trước Tạ Tân Bắc chuyển tiền cho tôi, tôi đều sẽ gửi rất nhiều biểu tượng cảm xúc hôn hôn. Hoặc là nói một đống lời ngon tiếng ngọt, làm tròn bổn phận làm chim hoàng yến. Dỗ kim trù bá bá vui vẻ. Nhưng lúc này đây, tôi nhìn chằm chằm vào khung chat, một hồi lâu mới gửi đi hai chữ cảm ơn. Tạ Tân Bắc trước sau như một không trả lời. Chiều hôm sau, tôi xem tin tức trên TV. Tạ Tân Bắc, ông trùm của giới thương nghiệp Bắc Kinh, luôn luôn khiêm tốn và kín tiếng, bất ngờ xuất hiện ở sân bay đón người. Mà người anh đón chính là mối tình đầu thi niệm, ánh trăng sáng trong truyền thuyết. Trong tin tức, Tạ Tân Bắc và thi niệm được bao vây ở giữa bởi rất nhiều vệ sĩ. Toàn bộ quá trình tôi hầu như không nhìn thấy được mặt của thi niệm. Tạ Tân Bắc bảo vệ cô ta rất tốt, không giống như tôi. Thỉnh thoảng có những bức ảnh và video về tôi trên nhiều tờ báo lá cải khắp Bắc Kinh. Mối tình đầu nâng điêu trong lòng bàn tay sợ đau đớn, chim hoàng yến lại giống như đồ chơi. Đương nhiên, không thể đối xử giống nhau. Tôi tắt điện thoại đi xuống lầu. Người hầu đã chuẩn bị xong bữa tối. Không cần đợi tạ tiên sinh, tôi nay ngày ấy không về. Tôi ngồi xuống bàn ăn, cầm đũa lên, bắt đầu thưởng thức những món ngon. Tôi ăn rất nghiêm túc, dù sao đây cũng là lần cuối cùng ăn một bữa tiệc lớn trong biệt thự của tạ tân bắc tạ tân bắc nói hai ngày nữa sẽ trở về anh cho đến bây giờ đều là người nói được làm được cho nên đêm thi niệm về nước anh đang cùng người yêu tình đồng ý mật căn bản không hề nghĩ đến lúc tôi rời đi Quần áo trang sức tôi đều không mang theo, thẻ tại Tân Bắc đưa cho tôi lúc trước tôi cũng không động đến, nhưng tôi có một tấm thẻ ngân hàng khác dưới tên tôi, số tài khoản với số tiền gần 8 con số. Là căn nhà đầu tiên tại Tân Bắc tặng tôi nên tôi bán lấy tiền. Mẹ tôi mất sớm, ba tôi mười mấy năm trước đã cưới vợ khác sinh con, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với tôi. Rời khỏi Bắc Kinh, tôi thật sự không biết phải đi đâu, tùy tiện đặt một vé máy bay nào đó Trước khi lên máy bay, điện thoại di động của tôi vang lên. Hai năm qua, tôi chưa từng bỏ lỡ cuộc gọi nào của tạ Tân Bắc. Nhưng lần này, mãi cho đến khi tiếng chuông kết thúc, tôi cũng không nghe máy. Anh đương nhiên cũng không gọi lại cuộc thứ hai. Tôi lập tức tắt máy, lấy sim điện thoại ra và bẻ gãy. Khi sách vali lên cầu thang máy bay, tôi không nhịn được mà quay đầu lại nhìn. Bắc Kinh ban đêm không trăng không sao, sương mù dày đặc, tôi thực sự không thích bắc kinh tôi chỉ thích một người ở bắc kinh lúc này tạ tân bắc châm điếu thuốc lại bấm một dãy số quen thuộc ngoài ý muốn chính là trong điện thoại truyền ra một giọng nữ lạnh lùng xin chào số máy quý khách tạm thời không liên lạc được xin vui lòng thử lại sau xin lỗi tạ tân bắc cao mày ấn gọi lần nữa cũng như vừa rồi anh dập tắt điếu thuốc xoay người bước trở về phòng bao đưa tay cầm áo khoác đi ra ngoài thi niệm đứng dậy muốn ngăn cản tạ tân bắc lại tránh tay cô các người ở lại chơi đi hộp khác tôi mời tân bắc thi niệm lã chã muốn khóc tạ tân bắc bước đi không ngoảnh đầu lại anh lên xe cửa còn chưa đóng đã trầm giọng dặn dò tài xế lái nhanh một chút về biệt thự số một chiếc xe lao nhanh về phía trước khi gần đến nơi một cơn mưa bất chợt ập đến tài xế nhìn gương chiếu hậu nắm chặt vô lăng lái càng thêm chăm chú không dám giảm tốc độ May mắn thay không có trường hợp suýt trượt nào trên đường. Cuối cùng vững vàng đi vào cửa biệt thự, trực tiếp dừng ở dưới lầu chính. Người hầu đã đợi sẵn bên ngoài, cầm chiếc ô lớn màu đen tiến lên đón. Tạ Tân Bắc cúi người xuống xe, câu hỏi đầu tiên chính là tiểu thư đâu? Tiểu thư ăn cơm tối xong liền lên lầu nghỉ ngơi. Tạ Tân Bắc thở vào nhẹ nhõm, nhưng bước chân không ngừng đi vào trong. Trong đại sảnh không bật đèn, trên lầu yên tĩnh và tối đen như mực trong lòng anh có chút kỳ lạ hai năm qua giang sơ đường chưa từng lỡ hẹn điện thoại của anh mỗi lần về nhà dù có muộn thế nào đèn trong phòng khách đều lưu lại một cái trong hành lang gấp khúc lầu hai cũng sẽ luôn có một ánh đèn người hầu ngồi xồm xuống giúp anh thay giày tạ tần bắc giơ tay ngăn cản tôi lên gặp cô ấy trong biệt thự nhiệt độ bốn mùa ổn định áo khoác của anh cũng không cởi đi thẳng lên lầu cửa phòng ngủ chính khép hờ bên trong một mảng tối đen tạ tân bắc đứng ngoài cửa ngón tay thon dài cầm tay nắm cửa trong khoảng thời gian ngắn lại có chút kháng cự không muốn đẩy ra tiếng mưa rơi dần lớn suy nghĩ bị lôi kéo trở về tạ tân bắc đẩy cửa ra đường đường nhưng bên trong không có ai trả lời chăn trên giường được xếp gọn gàng hai cái gối được kề sát nhau như trước giường lại không có một bóng người tạ tân bắc đứng cạnh cửa một lúc mới cất bước đi vào bên trong phòng Ánh đèn sáng rực rỡ, trải rộng khắp phòng, mọi thứ trước mắt vẫn quen thuộc như trước. Thậm chí trên bàn trang điểm của cô, những chiếc chai lọ được cô sử dụng hàng ngày đều duy trì hình dáng tùy ý bày ra. Nhưng trên mặt bàn lại để mấy tấm thẻ ngân hàng còn có một tờ giấy. Tìm anh như thắt lại, cầm tờ giấy mở ra, trên đó chỉ có hai dòng chữ rất ngắn. Tạ tiên sinh, Hai năm qua, nhận được sự chăm sóc của Ngài, tôi rất biết ơn. Mong phần đời còn lại, Ngài bình an thuận lợi, hạnh phúc viên mãn, giang sơ đường. Tạ Tân Bắc chậm rãi đặt mảnh giấy xuống, khuôn mặt anh được phản chiếu trong gương, thâm trầm, lạnh nhạt, ánh mắt không có nửa điểm còn sóng. Nhưng chỉ có chính anh mới biết. Ngọn lửa vô xanh ùa đến đốt cháy lồng ngực anh, gần như muốn phá vỡ lồng ngực. Anh từ trước đến nay hỉ nộ ái ố không hiện ra mặt, tính tình dè dặt luôn kiềm chế. Nhưng nếu lúc này Giang Sơ Đường đứng trước mặt anh, anh nghĩ mình tuyệt đối sẽ mất khống chế, đem cô thu thập đến khuất phục. Tạ Tân Bắc xoay người đi ra ngoài. Trợ lý, thư ký và quản gia đều ở dưới lầu im lặng chờ đợi. Gương mặt không có chút cảm xúc lạnh giọng dặn dò thư ký. Đổi toàn bộ người hầu của biệt thự đi. Tạ Tiên Sinh, viện số 1 không nuôi người phế vật rảnh rỗi vô dụng. Anh hở hững, mở miệng, những mi, mắt thản nhiên nhìn một vòng. Mọi người đều kinh hoàng luống cuống cúi gằm mặt. Thu lại ánh mắt, chậm rãi tháo đồng hồ trên cổ tay xuống, cử động cổ tay, thanh âm lại trầm lạnh thêm vài phần. Nếu như người nguyên vẹn trở về, coi như các người may mắn. Nếu cô ấy mất một sợi tóc, tôi sẽ cho các người lãnh đủ. Tạ Tân Bắc nói xong, liền đi ra ngoài. Tiếng mưa ào ào, người trong phòng chỉ mơ hồ nghe được một câu, đi liên lạc với các cơ quan hàng không, điều tra rõ người hiện giờ đang ở đâu. Trên các chuyến bay, tôi thường ngủ đến không biết trời trăng gì. Nhớ rõ, lần đầu tiên đi công tác với tạ Tân Bắc, tôi ngủ đến choáng váng khi tỉnh lại phát hiện cả người mình nằm đè lên người anh. Thậm chí trên vai tạ Tân Bắc còn có một vệt nước khả nghi. Lúc đó tôi rất xấu hổ, tức giận, bất lực rồi sợ hãi đến nỗi tôi còn chuẩn bị sẵn sàng việc khi xuống máy bay sẽ bị vị tổ tông này ném xuống sông cho cá ăn nhưng tạ tân bắc lại không như vậy một lời trách móc cũng không có lúc đó anh đeo kính vẫn đang bận rộn với công vụ trên máy bay thấy tôi ngượng ngùng giọng nói có phần dịu dàng hơn bình thường một chút ngủ ngon không ngủ ngon tạ tiên sinh có muốn ăn chút gì không tôi gật đầu rồi vội vàng lắc đầu tạ tân bắc vẫn gọi đồ ăn lại nói với tôi ăn chút gì trước đi tôi sẽ xong ngay đây kể từ đó tôi đã nhiều lần đi cùng anh trong những chuyến công tác hoặc nghỉ dưỡng hầu như mỗi lần đều ngủ ngon lành trong lòng anh tính cách anh cũng không quá hoa trương thỉnh thoảng mới sử dụng máy bay tư nhân nghĩ đến máy bay riêng lại khiến tai tôi nóng bừng dù sao thì không gian có hạn nhưng tạ tân bắc lại quen thói hành hạ người khác lúc không kiềm chế được giọng tôi cũng có lúc to hơn bình thường Bằng không, những nhân viên phục vụ kia cũng sẽ không dám nhìn thẳng vào chúng tôi khi xuống máy bay. Ở bên cạnh anh cho đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay một mình. Có lẽ tôi đã quen ngủ trong vòng tay anh, cho nên nhanh như vậy mới thức giấc. Bên trong cabin đang thông báo tình trạng bay. Cất cánh không lâu, trời liền đổ mưa, sấm sét dữ dội, mưa dần dần lớn hơn. Đã có rất nhiều chuyến bay bị trì hoãn hoặc thậm chí phải quay trở lại khi loa phát thanh nói chuyến bay của tôi cũng phải trở về vì thời tiết trong khoảng có rất nhiều hành khách bất mãn lên tiếng tôi nghe thấy có người nói một câu điều này thật kỳ lạ vì lý do thời tiết mà chuyến bay của chúng ta phải quay về sao đúng vậy người ta không phải thường nói chỉ cần trên trời không hạ đau chuyến bay tuyệt đối không đến muộn mà trong lòng tôi bất ngờ nảy sinh một ý nghĩ khó tin vị tổ tông tạ tân bắc thừa kế sự nghiệp mối quan hệ cường đại của hai nhà tạ trần bối cảnh sâu không lường được đến nỗi tôi chưa từng thấy được bề mặt của nó nhưng ngay cả những điều nhỏ nhặt này cũng là vực thẳm mà tôi không thể nào vượt qua tôi chưa bao giờ dám nghĩ sâu về bối cảnh không thể tưởng tượng của anh cho nên ý nghĩ này xuất hiện trong đầu chính tôi cũng cảm thấy buồn cười tạ tân bắc là người thận trọng kín tiếng như vậy sao lại vì một nữ nhân mà làm ra hành vi hoang đường như vậy mỗi năm có vô số máy bay phải quay trở về vì thời tiết hoặc lý do khác chưa từng nghe nói là bởi vì một nữ nhân hành khách được nhân viên sân bay phụ trách sắp xếp ở khách sạn gần sân bay tôi xách theo hành lý theo dòng người ra ngoài đến đại sảnh máy bay tôi lại dừng bước nhưng mãi cho đến khi trời sáng bóng dáng tạ tân bắc cũng chưa từng xuất hiện tôi cười nhạo sự đa tình của mình rồi lại than thở quả nhiên như một nhân vật trong câu chuyện ngay cả khi một tình tiết nhỏ lệch khỏi cốt chuyện vẫn không gây nổi sóng to gió lớn gì nam chính vĩnh viễn ở cùng một chỗ với nữ chính nữ phụ pháo hôi vĩnh viễn sẽ là nữ phụ tôi lại sách hành lý lên máy bay một lần nữa sáng sớm bắc kinh sau cơn mưa không khí trong lành hiếm có tôi nghĩ một đời một kiếp này có lẽ sẽ giống như tôi tưởng tượng về tạ tân bắc tôi sẽ không bao giờ trở lại bắc kinh nữa Mùa hè năm thứ hai, tôi sinh con gái đoàn đoàn ở thành phố nhỏ Việt Nam. Không phải là một cậu bé như trong chuyện. Có lẽ bắt đầu từ lúc tôi rời đi, có vài thứ lặng lẽ thay đổi. Gió nổi lên từ cuối ngọn cỏ. Người bé nhỏ bất ngờ khuấy động cục diệt chung. Nhưng tôi không hề thất vọng chút nào. Trái lại tôi thấy vui từ tận đáy lòng. Con bé là con gái tôi. Cho dù sau này anh có phát hiện thì cũng sẽ không cướp nó khỏi tay tôi và tôi chỉ muốn chăm sóc thật tốt cho cô bé đáng yêu, lại khiến cho người thương này dành cho con bé những gì tôi thiếu trong cuộc đời này. Giang tiểu thư mau nhìn xem, đoàn đoàn đang cười kìa. Bảo mẫu ôm tã lót màu hồng nhạt đi tới bên giường, tôi ngước mắt nhìn đoàn đoàn ngủ rất ngon, nhưng trong lúc ngủ vẫn còn cười. Đoàn đoàn thật xinh đẹp, còn chưa đầy tháng đã có thể nhìn ra là một mỹ nhân. đều nói con gái giống ta, tại Tân Bắc lớn lên tốt như vậy con gái anh sinh ra cũng rất đẹp rất hợp lý tôi nhẹ nhàng cầm bàn tay bé nhỏ của đoàn đoàn vị chua chua ngọt ngọt dâng lên trong lòng tôi cuối cùng thì được thay thế bằng niềm hạnh phúc lớn lao này khi đoàn đoàn lớn được nửa tuổi lần đầu tiên tôi thấy tạ tân bắc trên tv nói đến có chút kỳ quái cho dù tạ tân bắc khiêm tốn thế nào thì cũng không thích lộ diện trước truyền thông nhưng hai năm bên nhau, tôi cũng từng cùng tham gia hai ba sự kiện mà không thể nào từ chối. Độ nổi tiếng cho dù thấp đến thái quá, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn không có tin tức trên toàn bộ trang mạng. Nhưng từ khi tôi rời khỏi Bắc Kinh cho đến khi đoàn đoàn nửa tuổi, trong thời gian hơn một năm này, bà chữ Tạ Tân Bắc giống như hoàn toàn biến mất trên thế giới này vậy. Cho nên khi tôi cách một khoảng thời gian dài như vậy, đột nhiên thấy tên anh trên TV, nhìn thấy hình bóng của anh, tôi không thể bình tĩnh lại trong một thời gian dài anh đã gầy đi rất nhiều thân hình vốn cao to hiện giờ càng lộ vẻ gầy gò màu da có chút tái nhợt như mang theo chút bệnh tật điều làm tôi ngạc nhiên nhất là toàn bộ khí chất của anh đã hoàn toàn thay đổi nếu như nói trước kia chỉ là cao lãnh âm trầm nói năng thận trọng anh bây giờ chỉ là sự lạnh lùng chán đời một phóng viên cố gắng phỏng vấn tạ tiên sinh cuộc triển lãm nghệ thuật lưu động của cô thi niệm vừa kết thúc thành công tốt đẹp việc vui của hai vị đã xong chưa xin lỗi tạ tiên sinh hôm nay không trả lời bất cứ vấn đề cá nhân nào tạ tân bắc không nói lời nào vệ sĩ và trợ lý của anh đã sớm tiến lên vô cùng không khách khí tách những phóng viên kia ra tạ tân bắc đột nhiên đứng lên trực tiếp thô lỗ mà rời khỏi bàn ăn màn hình phát sóng trực tiếp bị cắt đi trong hoảng loạn Tôi đứng trước tivi, trong khoảnh khắc Tạ Tân Bắc đứng dậy rời đi, tôi nhìn thấy bóng tối sâu thẳm trong mắt anh. Trai tim như bị đánh mạnh, đau buồn không nói nên lời, cho đến khi đoàn đoàn tỉnh giấc khóc ré lên. Tôi vội vàng thoát khỏi nỗi đau đó, ôm đứa con gái khóc nháo của mình vào lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nước mắt của con bé dán sát vào tôi, lông mày vừa đậm màu vừa dày, rất giống Tạ Tân Bắc sống mũi của con bé cũng cao thẳng hơn người bình thường, rất giống tạ Tân Bắc. Nhưng tạ Tân Bắc không biết đến sự tồn tại của con, có lẽ cả đời cũng không biết. Trên đời có một tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy là con gái của anh, là con gái giang sơ đường sinh cho anh. Đoàn đoàn cai sữa mẹ khi được 10 tháng, khi con bé được một tuổi rưỡi, tôi từng về Bắc Kinh một lần. Bạn cùng phòng của tôi hồi đại học, người đã mời tôi ăn bữa sáng cả một học kỳ sắp kết hôn cô ấy muốn tôi đến dự đám cưới của cô ấy tôi không có cách nào để từ chối mấy năm qua tôi đã trải qua rất nhiều điều không tốt nhưng cũng có người đối xử tử tế với tôi quan tâm tôi cho dù rất ít nhưng tôi cũng rất quý trọng kỳ thật lúc này trở về tôi có lén hỏi thăm tin tức của tạ tân bắc tình trạng của anh ấy có chút không ổn tôi rất lo lắng cho sức khỏe của anh ấy đêm sau đám cưới một người bạn gọi điện đến người ta nói rằng vị tổ tông kia sắp kết hôn cô dâu là họa sĩ mới nổi vừa hoàn thành một cuộc triển lãm nghệ thuật cảm ơn đúng rồi sao người bạn kia của cô lại hỏi về ngày ấy vậy tôi cũng không rõ lắm tóm lại tôi thay mặt cô ấy cảm ơn anh cúp điện thoại một lúc lâu tôi vẫn không thể nào hoàn hồn lại mãi cho đến khi có một giọng nữ kinh ngạc vang lên sau lưng tôi giang sơ đường quả nhiên là cô tôi đã nói phía sau trông giống cô giờ thì chắc chắn rồi nhưng mà so với trước thì béo hơn một chút, ngực cũng lớn hơn nữa. Tức quá đi, sao lại càng ngày càng khiến đàn ông yêu thích? Người phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc như cây thông giáng sinh, xinh đẹp, dậm chân một cách hờn rỗi. Tất nhiên, tôi nhận ra cô ấy. Cô ấy là một trong những người phụ nữ nổi tiếng mà chúng tôi lúc trước cùng nhau uống trà, luôn quấn theo tôi hỏi tin tức của tạ Tân Bắc. Nhưng tôi không muốn tiếp xúc với những người trong quá khứ của mình, nên tôi lịch sự gật đầu và quay người rời đi. Diệu Châu Nhi lại ngăn tôi lại. đã lâu không gặp rồi. mấy hôm nay cô đi đâu vậy? Xin lỗi, tôi còn có việc, đi trước. Giang sơ đường, tôi nghe người ta nói. Diệu Châu Nhi căn bản không nghe tôi nói. Túm lấy cánh tay tôi không buông. cả người đều tiến lại gần, vẻ mặt hưng phấn bát quái. Tạ tân Bắc nằm đó xảy ra tai nạn xe suýt chết. cô lại lấy tiền của hắn chạy không thấy bóng dáng tầm hơi. có phải là thật hay không vậy? nếu là thật, cô cũng thật là châu bò đấy, còn dám quay về Bắc Kinh. Cả người tôi giống như bị ngâm vào trong làn nước băng lạnh thấu xương. Đầu ngón tay lạnh lẽo phát run, tóm chặt cánh tay Diêu Châu Nhi, đầu móng tay bấm vào da thịt cô. Diêu Châu Nhi đau đến hét lên, đẩy tôi ra, nhưng tôi hoàn toàn không nghe thấy. Chỉ mở to mắt, mở mịt hỏi. Cô nói ai bị tai nạn xe suýt chết? Tạ Tân Bác đó, cô không biết sao? Ai ra, đúng rồi. Diêu Châu Nhi che miệng lại. Lúc đó nhà họ tạ đã hạ lệnh, sự việc được che đậy rất chặt chẽ, tạ tần bắc xảy ra tai nạn xe lúc nào anh ấy có bị thương nặng lắm không cô nói cho tôi biết có được không nhưng diêu châu nhi lên ngập chặn việc không chịu nói nữa tôi cái gì cũng không có nói giang sơ đường tối nay tôi không gặp cô cô cũng không nhìn thấy tôi biết không diêu châu nhi nói xong liền vội vàng rời đi tôi đứng đó một mình ngơ ngác gần 10 phút tinh thần hoảng hốt cho đến khi dãy số khắc sâu trong tâm trí bấy lâu nay được bấm gọi tôi mới chợt tỉnh táo lại nhưng số điện thoại của tạ Tân Bắc từ lâu đã là số trống. Tôi gọi một chiếc xe đi đến biệt thự số 1. Dọc đường đi, đầu óc tôi rối tung rối mù lên. Trong đầu lặp đi lặp lại câu nói, tạ Tân Bắc nằm đó xảy ra tai nạn xe suýt chết của Diêu Châu Nhi. Suýt chết là nghiêm trọng đến mức nào, chẳng trách anh lại gầy như vậy, sắc mặt cũng không được tốt. Nhưng đoàn đoàn đã được một tuổi rưỡi, tôi đã rời Bắc Kinh đã hơn hai năm, thời gian hai năm sức khỏe của anh đã được chăm sóc nhưng nó lại không hoàn toàn khỏe mạnh như trước kia trận tai nạn xe kia rốt cuộc là đáng sợ đến mức nào chứ tôi thật sự không dám nghĩ xa hơn nữa khi đèn xe phía xa chiếu vào cả người tôi mới bừng tỉnh lại tôi lấy thân phận gì dùng tư cách gì đây lại xuất hiện trước mặt tạ tân bắc ở trong mắt diêu châu nhi tôi là người phụ nữ ham tiền trong mắt tạ tân bắc thì sao đây tôi hoảng loạn xoay người rời đi nhưng chiếc xe đột ngột dừng lại cách đó không xa sao lại dừng trong xe tạ tân bắc không vui nhướng mày nhìn về phía tài xế đêm nay anh uống hơi nhiều đầu đau dữ dội tâm tình càng tệ hơn tài xế nhìn ra ngoài xe do dự muốn nói gì đó nhưng thi niệm đột nhiên ngắt lời được rồi chỉ là người không liên quan lái xe đi tài xế nhìn tạ tân bắc qua kính chiếu hậu anh tựa lưng vào ghế, ánh mắt nặng nề, biểu tình trước sau như một chán đời không kiên nhẫn. Nhưng cũng không có ý ngăn cản thi niệm. Tài xế cũng không dám nhiều chuyện, chiếc xe chậm rãi chạy đi. Tốc độ xe rất chậm, cửa sổ xe phía sau bỗng hạ xuống một phần ba. Trong ánh sáng mờ ảo, tôi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp tinh xào của thi niệm. Và bên cạnh cô, khuôn mặt tạ tân bắc lướt qua. Ánh mắt thi niệm nhẹ nhàng lướt qua mặt tôi là không chút đề tâm cùng thanh cao ngạo, khinh thường như vậy. Cô ấy cũng không cần nói một chữ, một câu, một biểu cảm cũng không cần. Liền hoàn toàn đánh bại tôi. Đó chính là hào quang nữ chính. Lúc tạ tân bắc bị thương, nhất định là thi niệm ở bên cạnh anh. Cho nên lúc trước anh thích thi niệm, sau khi khỏe lại anh đương nhiên sẽ cưới cô ấy. Chiếc mây bách tiến vào cổng, ánh sáng của đuôi xe cũng dần dần biến mất. Tôi bất lực xoay người, từng bước từng bước đi sâu vào trong bóng đêm. Biệt thự số 1, Thi Niệm tiến lên muốn đỡ Tạ Tân Bắc đang say rượu lại bị anh hất tay ra, "Chú lệ, chú sắp xếp tài xế đưa Thi tiểu thư về đi." Anh không nhìn Thi Niệm một cái, bước chân có chút không ổn định đi về phía tòa nhà chính, trợ lý bước lên đỡ, Tạ Tân Bắc không đẩy ra, Thi Niệm đứng sau lưng anh, đáy lòng không khỏi chua xót, cô ấy không biết chuyện gì xảy ra rõ ràng sau khi cô về nước tạ tân bắc sẽ thuận lợi theo đuổi cô một lần nữa cưới cô làm vợ ngay cả khi cô không thể sinh con thì anh cũng sẽ không quan tâm nhưng hôm nay đã hai năm tạ tân bắc đối với cô không có chút tình cảm nào ngoài tình bạn hơn nữa nếu như không phải trong những ngày anh hồi phục sau tai nạn xe cô nhất quyết muốn bên cạnh anh cho dù thế nào đi nữa có lẽ thái độ của anh đối với cô còn lạnh lùng hơn nữa Thi niệm không giấu được sự thất vọng bước lên xe. Tạ Tần Bắc đi thẳng lên lầu 2. Tòa nhà chính trong khoảng thời gian anh nhập viện vì tai nạn xe năm ngoái đã được trang hoàng lại một lần nữa. Cách bài trí và bố cục phòng ngủ chính cũng đều thay đổi. Tạ Tần Bắc vẫy tay, bảo trợ lý trở về. Anh ngồi trên sofa một lát, lại đứng dậy đi tới tủ chứa đồ trong phòng. Bên trong chứa rất nhiều đồ dùng và quần áo của phụ nữ. Là của thi niệm. Trước tai nạn xe, bọn họ đã ở chung, cô là bạn gái, cũng là mối tình đầu của anh. Nhưng điều này đều là sau khi anh tỉnh lại, người bên cạnh nói cho anh biết. Thi niệm cũng nói vậy. Bọn họ là một cặp trời sinh, sớm muộn gì cô cũng sẽ gà cho anh, trở thành vợ của anh. Nhưng chẳng hiểu tại sao thi niệm rất ưu tú, cũng rất xinh đẹp. Anh không ghét cô, nhưng cũng không thích cô. Mùi rượu sống lên khiến anh có chút khô nóng, anh kéo cả vạt ra. Tiện tay đặt lên bàn trang điểm, lại vô tình làm ngã một cái hộp. Trong hộp chứa hai con búp bê bằng gỗ to khoảng ngón tay cái. Một cậu bé nắm tay một cô bé. Tạ Tân Bắc cầm lên nhìn thoáng qua, đang định để xuống, anh bỗng nhiên ngừng lại. Đem hình nhân lặt lại, dưới đáy vệ có các chữ rất nhỏ, rất nhỏ. Đường đường rất thích tạ Tân Bắc. Anh cầm đôi búp bê này đứng gần 10 phút, bất chợt xoay người ra khỏi phòng ngủ, nhanh chân bước xuống lầu. Chú Lệ, chuẩn bị xe, không biết tại sao trước mắt anh lại thoáng hiện lên một hình dáng đứng dưới ánh đèn ngoài cổng là một bóng dáng cô đơn chiếc xe phóng đi chạy thẳng ra khỏi con đường riêng dừng ở chỗ giao nhau với đường chính bóng đêm buông xuống đàn chim bay về tổ ngoài tiếng xe cộ đi qua ồn ào náo động trên đường vắng vẻ không còn ai nữa tạ tân bắc nắm chặt hình nhân nhìn về người tài xế già đã làm việc ở nhà họ tạ khi còn rất trẻ chú lệ chú biết đường đường là ai không Chu Lệ rõ ràng run lên một cái, nhưng ông lại cười muốn làng tránh sang chuyện khác. Thiếu gia, tôi chưa từng nghe thấy cái tên này. Chuyện nằm đó náo động lớn như vậy, tạ tân bắc cấp cứu ba ngày ba đêm, thiếu chút nữa cũng mất mạng. Tiền sinh và phu nhân rất tức giận, cái tên Giang Sơ Đường trở thành đại kỵ của nhà họ tạ. Ai dám nhắc đến nó chứ? Tôi biết, tất cả các người đều có chuyện muốn giấu tôi. Thiếu gia, nhưng không sao, tôi sẽ tự mình tìm ra, chú lệ hoàng sợ thiếu ra ngài biết đấy tiên sinh và phu nhân vì chuyện ngài xảy ra tai nạn xe lúc trước đã chảy biết bao nhiêu nước mắt tốn bao nhiêu công sức tạ tân bắc nhìn ông bằng đôi mắt lạnh lùng từ sau khi thoát khỏi tai nạn kia khí chất cả người anh giống như lạnh đi mấy phần chú lệ vừa nhìn liền sợ hãi thiếu ra cho nên tất cả những chuyện này cùng đường đường có quan hệ gì không có không có thật sự là không có cô gái như vậy Tạ Tân Bắc hạ mắt, nhìn chầm chầm đôi hình nhân trong tay. Nụ cười trên khóe môi anh rất nhạt. Sao chú biết cô ấy là nữ? Tên của Giang Tiểu Thư vừa nghe liền biết chính là một người phụ nữ. Chú Lệ bỗng cứng đờ. Tạ Tân Bắc chậm rãi nhìn ông. Ờ, Giang Tiểu Thư. Chú Lệ ngơ ngác, thiếu ra. Tên đầy đủ của em ấy là gì? Giang Sơ Đường. Người phụ nữ trước đây ở cùng một chỗ với tôi trong biệt thự số 1 là em ấy không phải thi niệm đúng chứ vâng tôi xảy ra tai nạn xe là bởi vì em ấy sao lúc trước giang tiểu thư đêm khuya bỏ đi ngài cho người điều tra chuyến bay của cô ấy trên đường đi tìm cô ấy bởi vì mưa gió quá lớn mới xảy ra tai nạn xe nghiêm trọng như vậy tại sao em ấy lại bỏ đi chú lệ toàn thân đều làm mồ hôi lạnh cả người run rẩy thiếu gia, chú cứ nói đi yên tâm nếu tiên sinh và phu nhân muốn trách phạt tôi thay chú gánh Chắc là bởi vì thi niệm tiểu thư. Cô ấy đã làm gì? Thi niệm tiểu thư vừa về nước mấy ngày, ngài và cô ấy rất thân thiết. Chú Lệ cẩn thận liếc nhìn tạ Tân Bắc một cái. Giang tiểu thư có thể là hiểu lầm, có chút ghen tị. Tạ Tân Bắc không nhớ rõ chuyện lúc trước, nhưng anh có thể khẳng định anh đối với thi niệm không có tình cảm nam nữ. Về chuyện rất thân thiết sao? Tạ Tân Bắc nhíu mày, anh không tin mình sẽ làm ra chuyện như vậy tiếp theo chú lệ lại đâm cho anh một nhát nữa ngài tiếp đón cô ấy lại giúp cô ấy chuẩn bị triển lãm tranh mấy ngày liền không về nhà để giang tiểu thư một mình trong phòng tạ tân bắc lần đầu trong đời bị mất bình tĩnh tôi không thích cô ta điên rồi hay sao mà vì cô ta làm những việc này chú lệ cười hiền lành thiếu ra ngài khi còn bé là cùng thi tiểu thư lớn lên là thanh mai trúc mã ngài còn nói lớn lên nhất định phải cưới cô ấy nhưng sau này ngài trưởng thành không hiểu vì sao lại không thích thi niệm tiểu thư nữa thi niệm tiểu thư đau buồn đến mức đã từng tự sát một lần ngài cảm thấy mình đã gây ra tội trước mặt hai bên cha mẹ hứa rằng sau này có cơ hội sẽ giúp nhà họ thi và thi niệm tiểu thư một lần coi như bù đắp cho nên ngài giúp cô ấy chuẩn bị triển lãm tranh có lẽ là vì nguyên nhân này tạ tần bắc nhìn chằm chằm chú lệ hỏi một vấn đề cuối cùng vì vậy, giữa tôi và thi niệm chưa từng xảy ra chuyện gì, đúng chứ? Chu Lệ nghĩ nghĩ, theo tôi được biết, chính là như vậy, thưa tiêu gia. Tạ Tân Bắc thở vào nhẹ nhõm. Tôi dẫn đoàn đoàn đến khu vui chơi. Đứa nhỏ mới 2 tuổi, đứa nào cũng tinh nghịch bát quái. Còn bé biết đi sớm hơn những đứa trẻ khác, cũng biết nói sớm hơn. Đoàn đoàn bây giờ đã có thể nói ra câu dài rất rõ ràng rồi. Đoàn đoàn đang chơi trong nhà banh, tôi ngồi bên ngoài chờ con bé, cái màn hình lớn của trung tâm thương mại bỗng nhiên phát sóng tin tức. Tạ Tân Bắc mặc âu phục công sở màu đen, đeo kính gọng vàng, cả người đẹp đến mức làm cho người ta choáng váng, nhưng cũng lạnh lùng đến nỗi làm cho người ta đóng băng. Không có bạn gái, độc thân, chưa lập gia đình, anh lạnh lùng liếc vị phóng viên trước mặt, cũng không có hồn ước, vị hôn thê. Vậy thi tiểu thư... Bạn bè khi còn nhỏ mà thôi. Các phóng viên mặt nhìn nhau, đây là một danh giới quá rõ ràng, bạn bè khi còn nhỏ là gì, chẳng lẽ hiện tại ngay cả bạn bè cũng không làm sao. Tôi chỉ cảm thấy trái tim mình co rút lại thành một nắm, cố gắng giữ lý trí tỉnh táo, cố gắng truyền chủ đề cho chính mình, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà nhìn chằm chằm Tạ Tân Bắc trên màn hình tivi, mà lúc này ánh mắt của anh cũng giống như xuyên qua màn hình nhìn thẳng vào tôi. Tôi không nghe thấy phóng viên hỏi gì, Tạ Tân Bắc nhếch khóe môi khẽ cười, đáy mắt cũng chứa ý cười rất nhạt tôi có bạn gái cũ nhưng ngày mấy đã đá tôi cái túi sách trong tay tôi xém rơi xuống đất xin xin hỏi tạ tiên sinh có thể cho chúng tôi biết lý do vị tiểu thư kia đáng ngài được không tạ tần bắc tay đẩy gọng kính giọng nói nhàn nhạt, nhạt cũng không có lý do gì có lẽ kỹ thuật không bằng người ta là dạng phổ thông bình thường thôi phóng viên cũng không hiểu ra sao tôi lại vọt một cái khuôn mặt đỏ bừng những người đi bên cạnh không ai nhận ra tôi không có ai nhìn tôi chú ý đến tôi nhưng tôi cứ giống như tên trộm dùng túi che mặt đi vào trong nhà banh đào đoàn đoàn ra ôm đi con bé không vui bĩu môi muốn khóc mua cho con cây kem ốc quế tôi phải lập tức dỗ con bé đoàn đoàn lập tức vui vẻ trở lại sau khi xếp hàng mua kem ốc quế xong tôi cố gắng vớt lờ cú sốc vừa rồi mặc dù nó đem lại cho tôi chấn động vô cùng lớn cùng đoàn đoàn cười đùa ẩm ĩ đã lạc hướng sự chú ý. Chắc là tôi bị ảo giác thôi, hoặc có lẽ tôi quá mệt mỏi vì phải dắt con bé đi chơi suốt hai ngày liền. Nhưng khi một chiếc rôn đòi đột nhiên dừng ở ven đường, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, trong lòng tôi vang lên tiếng còi cảnh báo, cơ thể không khỏi cứng nhắc, xoay người rời đi. Đoàn đoàn vừa liếm cây kem ốc quế, vừa tò mò nhìn quanh. Khi tạ tân bắc bước xuống, tôi nghe rõ ràng bên cạnh có tiếng hít thở không thông, Trước mắt tôi, từng vệt ánh sáng vụn vỡ lóe lên, khiến tôi choáng váng đến mức giống như không thể đứng vững, giống như trở lại khoảnh khắc lần đầu tôi gặp tạ Tân Bắc. Anh đi thẳng tới trước mặt tôi và đoàn đoàn, giang sơ đường, con bé là ai? Anh chỉ vào đoàn đoàn, ánh mắt dừng trên mặt tôi. Tôi, em gái tôi, đang yêu không? Tôi hoảng sợ lắp bắp, bối rối ngụy biện đoàn đoàn ăn ý nhìn tôi một cái lập tức đi lên ôm lấy đùi của tạ tân bắc kem trên tay con bé dính vào quần tây của tạ tân bắc dính dính nhớp nhớp cả một vùng lớn tôi nhắm mắt lại cảm thấy tuyệt vọng chú ơi chị của con có phải rất xinh đẹp không độc thân chưa kết hôn chú có thể theo đuổi nha con bé ngước nhìn bằng khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại giọng nói vừa ngây thơ vừa đáng yêu đủ để làm tan chảy trái tim của tất cả những kẻ cứng rắn nhất nhưng tôi không chắc Tạ Tân Bắc có bị rung động hay không? Chị con sao? Đúng vậy, chị ấy chính là chị con. Tạ Tân Bắc cười một tiếng, cúi xuống bế đoàn đoàn lên. Tôi căng thẳng đến mức, quờ quạng tay chân. Tạ, tạ tiên sinh. Tạ Tân Bắc không nhìn tôi, chỉ mãi trêu chọc đoàn đoàn. Con tên gì? Giang đoàn đoàn. Tạ Tân Bắc nhíu mày, lúc này anh mới nhìn qua tôi một cái. Giống như đang nói, cô đặt cho con gái tôi cái tên quỷ gì vậy? Mấy tuổi rồi? Hơn hai tuổi một chút, chính xác là hơn bao nhiêu đoàn đoàn lập tức nhìn tôi cầu cứu mẹ ơi con hơn hai tuổi bao nhiêu ạ à? tôi giơ cái túi lên gắt gao che mặt con gái tôi cho dù thông minh đáng yêu đến đâu cũng căn bản không là đối thủ của lão hồ ly tạ tân bắc này tạ tân bắc bế đoàn đoàn xoay người đi về phía xe giang sơ đường em cũng tới đây đi tôi nhận lệnh cam chịu theo sau lên xe tạ tân bắc cầm khăn ướt cục mắt nghiêm túc lau tay cho đoàn đoàn cả người đoàn đoàn đã hoàn toàn bị anh thu hút. Chú, chú đã kết hôn chưa? Vẫn chưa. Có bạn gái không? Cũng không có. Bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm của đoàn đoàn lập tức ôm chặt cánh tay anh. Nhìn mẹ con đi chú. Tạ Tân Bắc nhướng mi nhìn tôi một cái. Ừ, nhìn rồi. Có phải rất đẹp không? Cũng được. Tôi không nhịn được liếc anh một cái, trong lòng oán một câu, khẩu thị tâm phi. Mặt thì lại thành thành thật thật, cái miệng nhỏ nhắn của đoàn đoàn bím lại, Tôi cũng không biết con bé lại diễn giỏi như vậy. Vậy khẳng định chú cũng cảm thấy đoàn đoàn không xinh đẹp. Tạ Tân Bắc nựng nựng khuôn mặt mập mạp của con bé. Sao có thể chứ? Con rất xinh đẹp. Con và mẹ rất giống nhau. Còn một chút, đoàn đoàn sinh ra đã không có ba. Đoàn đoàn vừa khóc vừa lén nhìn Tạ Tân Bắc. Chú vừa rồi giúp con lau tay thật là dịu dàng. Chú có thể làm ba con không? Tạ Tân Bắc lấy khăn giấy lau nước mắt cho con bé khẽ thở dài không phải chú không muốn là mẹ con không cần chú đoàn đoàn sững sờ tôi cũng ngần người tạ tân bắc tạ tân bắc nhìn về phía tôi dù sao tôi cũng bình thường cái hố này coi như chết cũng không qua được sau khi dỗ đoàn đoàn ngủ tôi quyết định thẳng thắn nói chuyện với tạ tân bắc để tôi từ bỏ chuyện nuôi con gái không thể nào muốn tôi đem con gái mình tự tay nuôi nấng giao cho thi niệm lại càng tuyệt đối không có khả năng nếu như nhất định muốn chia cắt mẹ con tôi, tôi thả ôm đoàn đoàn nhảy xuống sông ngay trước cửa còn hơn. Tôi bước vào trong phòng khách với cảm giác cô đơn và dũng cảm, như thể tôi sắp sửa hy sinh mạng sống một cách anh hùng vậy. Tạ Tân Bắc, chúng ta nói chuyện đi. Tạ Tân Bắc ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng khách nhà tôi, đôi chân dài có chút đáng thương vì quá chật không thể duỗi chân ra được. Vừa đúng lúc, tôi cũng có chuyện muốn nói với em. Anh tháo kính, đặt lên bàn trà, nhìn về phía tôi. Giang sơ đường. Muốn nói gì, anh nói trước đi. Tôi có vẻ bình tĩnh, rất có khí thế, ngồi xuống đối diện anh, ngồi trên ghế con nai của đoàn đoàn. Về chuyện lúc trước, em bỏ rơi tôi. Tôi... tôi nhất thời câm nín, nửa chữ cũng không nói được. Nhưng làm sao tôi có thể nói cho anh biết chứ? Nói là tất cả chúng ta đều ở trong một cuốn chuyện sao? Nói là chính tôi cũng không tin, nếu em không có lý do hợp lý để thuyết phục tôi giang sơ đường tạ tân bắc như từ trên cao nhìn xuống tôi em biết hậu quả mà tôi căng thẳng nuốt một ngụm nước miếng lo trái lo phải suy nghĩ một hồi lâu vẫn quyết định ăn ngay nói thật chỉ là bí mật này nói ra sao lại đáng thương đến hèn mọt như vậy cuối cùng thì tôi cũng không kìm được nước mắt tạ tân bắc người ta nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa Tôi cùng anh ngủ lâu như vậy rồi, còn sinh cho anh một đứa con nữa. Anh lại đưa tôi đến bệnh viện tâm thần để tôi chết ở trong đó. Tạ Tân Bắc nhíu mày, cho nên em chỉ vì một giấc mơ như vậy sao? Không phải là mơ đâu, là sự thật đấy, tình tiết trong sách thực sự đã xảy ra. Vậy là tôi cưới thi niệm sao? Con trai em sinh ra đâu? Một trăm triệu tôi đưa cho em đâu? Đó là bởi vì tôi đã sớm biết nội dung của cốt truyện bỏ chạy cho nên sau đó mới xảy ra thay đổi. Tôi rủi rụi đôi mắt đỏ bừng tóm lại tôi không quan tâm mấy thứ lộn xộn này nếu như anh muốn cướp đoàn đoàn thì anh giết tôi trước đi trong đầu em đang nghĩ cái gì vậy hả tạ tân bắc đứng lên đi thẳng tới trước mặt tôi nhấc bồng tôi lên giang sơ đường nhưng cốt chuyện diễn ra như thế này ở giữa có thể có sai sót nhưng cái kết sẽ không bao giờ thay đổi phải không tôi càng nghĩ thì càng tủi thân nam chính không ở bên cạnh nữ chính còn tính là nam chính nữa sao tạ tân bắc nâng nhẹ mặt tôi lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở khóe mắt tôi vậy thì tại sao không bởi vì tôi thích em nên toàn bộ cốt truyện từ giây phút đó đã thay đổi hoàn toàn nam chính muốn cùng nữ chính ở bên nhau nhưng mà trong câu chuyện tình cảm nam chính thích người nữ nào đó người đó mới thực sự là nữ chính giang sơ đường người anh thích là ai ở bên nhau hai năm em không cảm nhận được sao tôi không thể khuyên nhủ bản thân mình tin vào điều đó người tạ tân bắc thích lại là tôi thân phận giữa chúng ta quả thật rất khác biệt nhưng bầy trôi trên trời tạ tần bắc cũng biết được băn khoăn của tôi nhưng anh chỉ nói một câu giang sơ đường nếu chúng ta đều là nhân vật trong sách vậy chúng ta trong sách ở bên nhau tại sao không hợp lý chứ nhưng tôi vẫn nghĩ không thông tạ tần bắc anh nói xem tác giả điên rồi sao nghĩ nhiều rồi người ta viết như vậy đều là bởi vì độc giả thích xem thôi nhưng độc giả làm sao lại thích xem nữ phụ pháo hôi phản công mạch nguyệt quang mối tình đầu tạ tân bắc như biết đọc được suy nghĩ của người ta thi niệm không phải mối tình đầu của anh trước em anh chưa từng nói chuyện yêu đương với ai hết tôi vừa định nói gì đó thì tạ tân bắc lại mở miệng trước giang tiểu thư hẳn là trải nghiệm tình cảm rất phong phú nhỉ tôi không khỏi trừng mắt anh anh đã sớm điều tra rõ ràng rồi giả bộ cái gì nữa vậy giang tiểu thư sao lại cho rằng anh ở trên giường bình thường tạ tân bắc tôi tức giận dậm chân giơ tay che miệng anh có thể đừng có nói bình thường nữa có được hay không nào. Tôi sẽ bị sang chấn tâm lý vì trở nên bình thường mất. Đêm đó đưa tạ Tân Bắc về khách sạn. Lúc muốn lên xe, anh trực tiếp đè tôi lên thân xe. Rõ ràng là còn một phòng trống, nhưng không có giường, cũng không có chăn nệm mới. Tạ Tân Bắc cúi đầu muốn hôn tôi. Ở đây có rất nhiều người sẽ bị nhìn thấy đấy. Nói em nhớ anh, đường đường, nói mỗi ngày em đều nhớ anh. Tạ Tân Bắc cũng không để ý, hôn càng lúc càng sâu. Tôi lắc đầu không chịu nói, không muốn thừa nhận. Đầu chỉ là mỗi ngày, từng giây từng phút, ngày nhớ đêm mong. Nhưng tôi không muốn cho anh biết. Anh nói thi niệm không phải là mối tình đầu của anh, nhưng anh cũng không có giải thích rõ ràng cho tôi chuyện hồn ước giữa bọn họ rốt cuộc là như thế nào. Còn buổi tối hôm đó, tại sao thi niệm lại ngồi chung xe với anh trở về biệt thự số 1? Nhưng anh nhớ em, đường đường, mỗi ngày mỗi đêm đều nhớ em tạ tân bắc nhìn tôi thật sâu lại một lần nữa ôm chặt tôi hôn sâu em nghe được tiếng gió đêm đưa tới tiếng cười nói tiếng trẻ con vui đùa ầm ĩ tay tôi không tránh được anh chỉ có thể giơ chân lên đá nhẹ bắp chân tạ tân bắc nhắc cho anh biết là còn có người đi tới trong bóng đêm dày đặc trong đôi mắt anh lưu luyến tình dục và sự dịu dàng tôi chỉ cảm thấy trái tim nóng bỏng cả cơ thể đều mềm nhũn trong lúc thở dốc tôi thì thào gọi tên anh tạ tân bắc thật ra em đã về bắc kinh anh biết anh biết sao tạ tân bắc giơ tay lên lau đi nước mắt chảy xuống khóe môi tôi chỉ là lúc đó anh chưa biết là em tôi càng ngạc nhiên hơn là di chứng do tai nạn xe anh quên đi một số chuyện lời nói của anh nhàn nhạt, nhạt nhưng tôi lại không nhịn được nước mắt Ban ngày tôi đã nhìn thấy vết sẹo trên trán của anh, đã lâu như vậy rồi mà trên đó vẫn còn dấu vết mờ nhạt. Tôi không thể tưởng tượng được cảnh tượng lúc đó thảm khốc đến mức nào. Ngày em trở về, anh mới từ từ khôi phục trí nhớ. Thật ra, nên đến tìm em và đoàn đoàn sớm một chút, chỉ là ở Bắc Kinh có chút chuyện cần xử lý ổn thỏa, mới có thể khiến mẹ con em an tâm trở về. Tạ Tân Bắc hôn nhẹ lên khóe mắt dính nước của tôi. Theo anh về Bắc Kinh đi chúng ta kết hôn đường đường. Trước khi về Bắc Kinh có rất nhiều chuyện nhỏ nhặt phải làm, phải ở lại đây thêm 2 3 ngày, nhưng chỉ 2 3 ngày Tạ Tân Bắc cũng không nhịn được, anh ấy mua giường và những đồ đạc cần thiết, sau đó từ khách sạn chuyển đến căn nhà nhỏ của tôi và Đoàn Đoàn, nhưng ai biết được lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong nhà có khách, còn là ba của mình, Đoàn Đoàn quá phấn khích, 11 giờ tối còn không chịu ngủ. Tạ Tân Bắc cùng con bé bắt to chừng mắt nhỏ cuối cùng vẫn là bại trận. Tôi thấy mềm lòng bước đến ôm đoàn đoàn đi về phòng ngủ thôi. Con muốn ngủ với ba. Tôi nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của con gái, kể bên tai khẽ rỗ. Không phải con muốn có em trai hay em gái sao? Bà phải ngủ với mẹ mới có thể có em bé. Đoàn đoàn lập tức ôm cổ tôi. Mẹ, con đi ngủ. Lúc đi tới cửa, đoàn đoàn quay đầu lại nhìn tạ tân bắc. Tôi nghĩ không ổn rồi, đang muốn bịt miệng con bé lại. Đoàn đoàn ra dấu cổ vũ, bà cố lên ngày mai đoàn đoàn sẽ có em trai tôi nhìn chiếc váy ngủ bị xé rách nằm trên tấm thảm cảnh giường Nhịn không được mà oán trách tật xấu gì đây lại xé váy người ta nữa đường đường em mập lên rồi một câu nói của tạ tân bắc thành công chuyển hướng sự chú ý của tôi thật ra sinh đoàn đoàn xong dáng người tôi cũng có chút đầy đặn sau khi còn bé cai sữa thì bắt đầu tập thể dục cân nặng hiện tại cũng không khác gì so với lúc trước khi sinh con nhưng tạ tân bắc chê tôi mập tôi vô thức nói vậy ngày mai em sẽ giảm cân không được giảm cân tạ tân bắc kéo tôi vào lòng ánh mắt dừng trước ngực tôi như hiện tại đặc biệt tốt anh nói em mập đó là lúc trước quá gầy không gầy thì rất nhiều quần áo cũng không mặc được đó là đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất em phải có tạ tân bắc bất ngờ hôn lên trán tôi sau này sẽ không thể để em như vậy nữa tạ tân bắc em ở bên anh hai năm không ủy khuất thật đây anh đối với em rất tốt tốt đến mức em không kìm được sự rung động thật ra ngay từ đầu em thật sự sợ nghèo chỉ muốn kiếm được một số tiền cho bản thân sau này sống thật tốt nhưng cuối cùng tôi nhẹ nhàng dựa vào lòng anh em phát hiện em căn bản không làm được đường đường anh sẽ cho em thật thật nhiều tiền tạ tần bác cúi đầu hôn tôi nhưng cũng sẽ cho em rất rất nhiều tình yêu còn có đoàn đoàn đương nhiên là còn có con bé tạ tần bắc nói xong đột nhiên lại hỏi đoàn đoàn có phải là uống sữa mẹ không ừ trách không được cái gì trách không được tạ tần bắc ôm tôi càng chặt hơn ngày hôm đó nhìn thấy em em mặc chiếc váy liền màu trắng còn có hơi chặt anh trên xe nhìn thấy có rất nhiều người đàn ông nhìn em anh ghen sao tôi không thể không hỏi tạ tiên sinh cho tới bây giờ vẫn là người dè dặt thận trọng Hai năm bên nhau, tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh mất bình tĩnh hay bộc lộ cảm xúc quá mức nào. Ừ, anh rất ghen. Tạ Tân Bắc cúi đầu hôn tôi, đường đường, chỉ cho mình anh xem thôi. Vốn dĩ cũng chỉ có mình anh thôi. Đoàn đoàn muốn có em trai. Còn bé luôn mong muốn chuyện đó. Vậy em có muốn không? Em, em có chút sợ. Sợ cái gì? Sợ nội dung cốt truyện sẽ xảy ra. Sợ em bị cốt truyện khống chế, anh lại yêu người khác sẽ không đâu em quên ngay cái giấc mơ đó đi khi tôi đang nhìn thấy được ánh mắt anh nghiêm túc tạ tần bắc em nguyện ý tin tưởng anh nhưng hãy hứa với em nếu như có ngày đó đừng để đứa trẻ bị tách khỏi mẹ nó em thật sự sẽ chết đó đường đường tin anh mười năm sau khi kết hôn một đêm nọ tạ tần bắc đột nhiên đánh thức tôi dậy tạ tần bắc anh làm cái gì vậy hơn nửa đêm rồi không phải đường đường lúc trước tại sao em lại nói với người khác anh rất bình thường tôi buồn ngủ muốn chết tức giận đến đập xuống giường không lẽ muốn em nói với người khác là tạ tiên sinh trên giường uy vong lẫm liệt thập phần cường hãn sao làm người thì phải thành thật chứ tạ tân bắc xoa xoa mặt tôi xoay người đè tôi xuống giường đoàn đoàn và em trai đều không có ở nhà đường đường tối nay em có thể lớn tiếng một chút em không muốn tạ tân bắc em muốn đi ngủ vậy thì em nhắm mắt lại mà ngủ đi bàn tay ấm áp của anh nắm lấy eo tôi kéo lại sát bên người anh tôi không nhìn được mà hừ nhẹ anh như vậy nói sao em ngủ được đây đường đường ngoan chỉ một lần thôi <laughs> quả nhiên không thể so với năm đó nói xong tôi lập tức cảm thấy hối hận nhưng hối hận thì cũng vô dụng thôi đêm đó âm thanh của tôi cũng thật sự rất lớn bởi vậy nên ngày hôm sau người hầu không ai dám nhìn thẳng vào tôi hơn nữa tôi phát hiện cổ họng mình có chút khàn khàn Tôi tức giận đến mức tôi hôm đó liền cho Tạ Tân Bắc qua thư phòng ngủ, nhưng sau đó không biết làm sao lại mơ mơ màng màng cùng Tạ Tân Bắc làm một phen ở trong thư phòng. Cuộc sống như thế này thật sự không có cách nào vượt qua. Mỗi ngày đều ăn no rồi suy nghĩ dâm dục. Nhiều năm sau tôi từng gặp thi niệm một lần, khi đó tóc của chúng tôi đều đã bạc trắng. Cô ấy nhắc tới chuyện trước kia nhưng vẫn có chút oán niệm. Giang Sơ Đường năm đó sau khi tạ tân bắc xảy ra tai nạn xe mọi chuyện rõ ràng có thể trở lại quỹ đạo rõ ràng tôi mới là nữ chính của anh ấy nhưng tại sao anh ấy đã quên cô nhưng vẫn không yêu tôi tôi không biết trả lời như thế nào quay đầu nhìn tạ tân bắc cách đó không xa anh vẫn cao lớn anh tuấn như cũ cho dù đến tuổi này nhưng vẫn làm cho trái tim tôi rung động không phải cô đã tìm được nam chính cho mình rồi sao thi niệm khẽ thở dài một tiếng cũng nhìn tạ tân bắc cách đó không xa tôi vẫn có chút khó chịu tôi mặc kệ cô ấy bởi vì cô ấy đã lớn tuổi rồi mà vẫn kiêu ngạo như vậy đi về phía tạ tân bắc anh chở tôi nắm lấy tay tôi cháu trai và cháu gái của chúng tôi đang chơi với cặp búp bê tinh tế hai đứa bỗng nhiên phát hiện dưới đáy bể tượng có khắc chữ giọng trẻ con lớn tiếng đọc lên đường đường rất thích tạ tân bắc tạ tân bắc yêu giang sơ đường wow là tên của ông bà nội tôi và tạ tân bắc nhìn nhau cười đời này may mắn nhất chính là kết cục của câu chuyện đúng như tôi và tạ tân bắc mong muốn cuối cùng chúng tôi cũng đã được viên mãn các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện ngôn tình sùng rất hay mang tên Tính nhân bỏ trốn lén sinh con của Chủ tịch qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.